Xin kính chào các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị. Và nếu bạn muốn biết cái gì là thật sự kinh dị, cái thật gì thật sự là ghê tởm, thì hai câu chuyện ma trong video ngày hôm nay chính xác là đáp án mà bạn đang kiếm tìm. Câu chuyện thứ nhất kể về một anh chàng sinh viên đã nghe thầy mình giảng bài về một vụ án thật sự xảy ra ở Việt Nam chúng ta những trong thời gian quá khứ xưa cũ, và anh đã biết được cái gì là giết người với mức độ tàn bạo ở trong bộ luật hình sự. Còn câu chuyện thứ hai, câu chuyện về bệnh viện tâm thần mang tên là số 3. Ở cái viện này, những kẻ tâm thần đã nổi loạn, bắt cóc, nhốt giam tất cả mọi y tá, bác sĩ, thậm chí là viện trưởng. Vậy thì chuyện gì xảy ra ở cái bệnh viện đáng sợ đó và mọi chuyện ám ảnh đến mức nào? Mình xin lưu ý trước rằng hai câu chuyện trong cái video này nó khá là nặng đô. Khá nhá, chưa phải là rất. Nếu mà bạn thường xuyên theo dõi kênh của mình thì bạn sẽ thấy là dạo gần đây thì cũng nhiều cái chuyện nặng đô đấy. Và cái chuyện này nó cũng tầm tầm thôi. Nhưng nếu bạn đang còn nhỏ tuổi thì hãy tuyệt đối là cân nhắc kỹ trước khi mà nhấn vào đi video này. Hoặc nếu bạn có thần kinh yếu nhá thì cũng phải cân nhắc, vì cái chuyện này nó sẽ gây ám ảnh lâu dài cho bạn. Còn bây giờ thì không rông dài và để các bạn đợi lâu thêm nữa, xin kính mời các bạn quý khán thính giả đến với câu chuyện ma ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên, xác chết trong chùm mắm. Mùa hè là một mùa rất đẹp, cây cối đơm hoa kết trái, mọi người được đi du lịch mà không lo tới cái lạnh bủa vây. Đấy là những cái khu vực gần biển, còn Hà Nội hoàn toàn khác. Hà Nội vào mỗi hè đúng là một bi kịch. Nắng cháy da cháy thịt, thậm chí là đứng dưới tan cây bên đường mà có hơi gió thoảng qua cũng đủ khiến khô hết cả cơ thể. Vì muốn tiết kiệm điện ở trọ nên Huy không có bật điều hòa. Hôm nay thì lại như mọi hôm, anh lại qua Cycle K gần nhà ngồi điều hòa tránh nóng. Vừa mở laptop lên, một tin tức hot đang hiện ngay trước mặt anh. Bật giác Huy mới cảm thán: chà, nếu giết người xong mà còn băng... Chà, giết người xong mà còn mang đầu đi nấu lẩu cơ, ghê thật mà. Bỗng anh khựng lại, hình như là Huy vừa nhớ ra điều gì đó. À, đó chính là câu chuyện của thầy giáo anh 2 năm về trước. Hà Nội vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, trời mưa như chút nước, từng đám mây đen kịt nối đuôi đan xen nhau trên bầu trời. Huy vừa chạy đến lớp học, mở điện thoại lên, kịp giờ rồi. Anh mới thở hổn hển, quần áo thì đã thấm nước. Cởi bỏ chiếc áo khoác ra, Huy từ từ ngồi xuống ghế. Thấy thầy giáo là còn chưa tới lớp, Huy vứt cặp sách xuống ghế và từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại. Cứ như thế thì cơn buồn ngủ đã kéo lấy Huy, mặc kệ hôm nay học môn luật hình sự, cái môn mà anh thích nhất. Tuy nhiên là việc thức đêm chơi game khiến cho Huy chẳng thể nào học được. Huy, Huy, dậy đi, thầy gọi kìa. Với một khuôn mặt ngái ngủ, anh ngước mặt lên đối diện với nét mặt nghiêm nghị của thầy. Huy mới trộm nghĩ: chết mẹ rồi. Cậu đi học hay đi ngủ đây? Đứng dậy, đọc điểm 1 khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự và giải thích xem nó nghĩa là gì. Huy còn chưa kịp hoàn hồn bị thầy quát. Nó lật từng trang sách, khi mà thấy điều 123 nó mới lắp bắp: Dạ thưa thầy. Điểm y khoản 1 điều 123 tội giết người là thực hiện tội phạm một cách man dợ ạ. Nó nhìn lên thấy thầy không nói gì cả, nét mặt vẫn đang đanh lại, nó mới nói tiếp: dạ, theo em thực hiện tội phạm một cách man dợ giống như việc giết người xong còn hiếp dâm tử thi ấy ạ. Chưa kịp nói hết câu, Huy đã nghe tiếng thầy quát: học như thế mà cũng đòi học à? Ngồi xuống. Cậu mà ngủ tiếp thì tôi gạch tên cậu ra khỏi danh sách thi đó. Cả lớp phá lên cười. Huy thì xấu hổ, nó còn đang mong là có cái lỗ nào để chui xuống. Cả lớp im lặng, không có cười nữa. Để tôi giải thích cho các em về điểm y. Tôi sẽ kể một câu chuyện cho các em, nó liên quan đến điểm này để các em dễ hiểu. Nghe xong thì hãy phân tích cái yếu tố cấu thành tội phạm cho tôi. Về phần Huy thì hôm qua anh thức khuya nghe chuyện mà, sáng lại phải dậy sớm tới trường nên vẫn rất là buồn ngủ. Huy mới che tay lên miệng rồi ngáp một cái rõ to. Mặt Huy méo sạch, nước mắt nước mũi chảy ra ràn rụa.
Nó mới nhân lúc thầy không để ý mà nằm nhắm mắt ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng, Huy vẫn nghe tiếng thầy văng vẳng. Quê thầy thì vốn là ở một làng quê yên bình ở miền Trung. Cách đây chừng độ 30 năm, xảy ra một cái vụ án cực kỳ là kinh dị. Nhưng hồi đó dân cư không nhiều nên chuyện này cũng ít người biết thôi. Có một cái đôi vợ chồng nọ, chồng tên là Tuấn, còn vợ thì tên Hương. Lão Tuấn thì cũng tứ tuần rồi, còn vợ thì mới trẻ đôi mười. Hai vợ chồng nhà này lấy nhau được 3 năm, cuộc sống lúc đầu rất là hòa thuận. Hai vợ chồng yêu thương nhau đến mức bữa cơm của gia đình thầy, bố mẹ thỉnh thoảng vẫn còn nhắc về cái sự hạnh phúc ấy đó. Nhưng rồi sông có khúc, người thì có lúc. Ông Tuấn mới đi tàu cá, chẳng biết thế nào mà về, một chân ông ta bị liệt. Ai hỏi cũng chẳng nói, từ đó thì chẳng ai thuê ông ta đi tàu cá nữa. Cuộc sống thì ngày càng thêm khốn đốn, hạnh phúc của đôi vợ chồng bỗng biến đâu mất. Thay vào đó là những cái tát, cái đấm của ông Tuấn mỗi khi say. Có hôm thì với cái chân đi còn không vững, hắn ta còn cầm dao lùa vợ chạy quanh xóm kìa. Uất ức mà chẳng biết than ai, cô Hương mới hay sang nhà bà Tư để tâm sự. Cái bà Tư này thì góa chồng, một mình nuôi con. Cứ lần nào sang tâm sự thì bà Tư này đều khuyên là cô nên bỏ chồng đi, làm lại hạnh phúc. Vì dù gì hai người chưa có con, cô thì lại trẻ, không cần thiết phải chịu khổ như thế. Như là được khai thông, Hương mặc dù không đưa ra quyết định ly hôn ngay, nhưng mà cũng đắn đo và để ở trong bụng. Phần là vì còn tình cảm vợ chồng, phần vì nếu cô bỏ đi, sẽ không có ai chăm sóc cái tên tàn tật này. Nhiều lần thì Hương đã úp mở về việc cô sẽ bỏ đi, nhưng mà mỗi lần như vậy thì cơ thể cô sẽ có thêm vài vết sẹo. Tuấn để ý rằng mỗi lần mà hắn đánh đập Hương thì cô đều chạy hẳn sang nhà bà Tư. Khi về thì sẽ ấp úng cái việc sẽ bỏ đi. Biết là bà Tư khuyên vợ bỏ chồng, hắn tức lắm nên liền nghĩ ra một kịch bản để trả thù bà Tư. Nghĩ là làm. Tối ngày hôm sau, Tuấn mới lấy thang trèo tường vào nhà bà Tư với một cái con dao rửa. Chỉ khoảng 15 phút sau, bà Tư đi buôn mắm trên chợ về. Bà mở cửa nhà rồi đi vào phòng. Trời tối, bỗng dưng thấy có ánh đèn dầu thắp lên, nghĩ là con trai trở về. Bà mới hỏi: Thành về dưới đó hả con? Vừa nói dứt câu thì bộp, một cái lưỡi dao sắc lẻm găm thẳng vào cổ của cái bà Tư. Lão Tuấn ánh mắt long lên sòng sọc, hằn lên những tia máu, nhè răng ra mà cười nắc nẻ. Vừa cười hắn vừa chửi: Cái con đĩ này, mày dám khuyên con Hương bỏ tao, mày đi chết mẹ mày đi. Chưa dừng lại, ba bốn nhát dao được bồi thêm vào cổ bà ta. Xương cổ thì đã gãy rụng xuống rồi, nhưng phần da cổ đang giữ cái đầu lại. Tuấn mới ôm thân bà Tư xuống, lấy xô to đã chuẩn bị trước mà hứng máu từ phần cổ đang lủng lẳng kia. Tiếp đó lấy cái bạt trải ra, tiếp tục cầm dao mà rạch, mà cắt, mà lóc từng cái phần thịt ra khỏi cơ thể, rồi mới để vào cái phần chậu đang nhơm nhớm máu. Từng cái miếng thịt nhờ nhèo, nhăn nhúm của người già đã nhanh chóng lấp đầy cả cái chậu. Hắn để phần xác của bà Tư vào chum mắm cá ngoài sân, phần đầu thì nhét sâu xuống dưới, rồi xếp từng cái tảng thịt đã lóc lên trên. Hết thì lão Tuấn lại vào chặt tiếp cơ thể của người đàn bà tội nghiệp kia. Cứ thế là ba cái chum mắm được lắp đầy. Lau dọn sạch sẽ hiện trường, hắn mang quần áo dính máu ra đốt. Trời tối, khi đó thì không có điện, nó cứ ung dung mà đốt trong sân bà Tư. Đốt xong thì chạy ra lấy thang, trèo về nhà như cũ. Cái bà Hương thì ngồi đợi lão Tuấn trở về đi ngủ. Hắn về, chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe tiếng chửi: Cái con mẹ mày chứ, mày thậm thụt với thằng chó đẻ nào phải khóa cửa đó hả? Hương nhanh chóng chạy ra mở. Khi thấy lão Tuấn, cô liền nghiêng mặt mà cúi xuống, như chuẩn bị chịu đựng cái tát sắp sửa giáng xuống vậy. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ngạc nhiên thay. Nói tới đây thì giọng thầy nghẹn lại. Một người rắn giỏi như thầy tôi cũng có lúc phải xúc động. Huy cũng chẳng thể nào ngủ thêm nữa. Câu chuyện của thầy đang kể thật sự là hay. Cả lớp rơi vào một khoảng lặng. Một lát sau thầy mới nói tiếp: Thằng chồng vô nhân tính này không đánh vợ. Hương nghĩ như vậy. Và tối đó một người phụ nữ vui mừng nằm cạnh một cái tên sát nhân.
Còn một người phụ nữ khác thì cơ thể đã chia 5 xẻ 7, đám giòi bọ lúc nhúc đang len lỏi vào mắt, vào mũi mà gặm mà nhấm. Cái ngày hôm sau, lão Tuấn ngủ đến tận chiều, vừa ngủ dậy đã chửi ầm lên bảo vợ đi mua thịt chó. Định bụng là ăn uống no say xong ngủ đến tối để sang nhà bà Tư dọn đống xác kia mang ra biển mà vứt. Xỉa răng xong thì lão ngủ. Tối đến, hắn ta lại mò ra vườn, tay cầm cái thang trèo lên phía bờ tường. Vừa đứng đó, hắn thấy ánh đèn hắt lên trong phòng, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ nó, con Tư nó chết rồi, chẳng lẽ thằng Thành nó về? Lão mới nghĩ thầm. Quả đúng là như vậy. Cậu Thành, con trai độc nhất của bà Tư, mới đi làm ăn xa trở về. Ở cái làng quê nghèo này thì muốn đổi đời thì chỉ có nước ta phương cầu thực. Thấy là thằng Thành trở về, lão đành về nhà đi ngủ. Người vợ lão tiếp tục nằm cạnh tên sát nhân, còn bà Tư thì vẫn ở trong chùm mắm. Con trai bà đã trở về, xong bà chẳng ra ôm nó được nữa. Thành trở về thấy mẹ không có ở nhà, giường thì chăn chiếu đã gấp gọn rồi. Anh chỉ nghĩ là mẹ mình buôn mắm trên huyện, mai thì trở về. Vì bình thường bà đi 1 đến 2 ngày là cùng. Thành không nghĩ nhiều mà đi ngủ. Sáng hôm sau thì anh dậy từ sớm đi thăm hỏi họ hàng. Vừa bước ra đến cửa, Thành mới gặp ngay cái lão Tuấn. Anh nhanh nhẹn chào hỏi. Cháu chào chú Tuấn, cả năm không gặp, chú có khỏe không đó ạ? Lão Tuấn tự nhiên nghe câu hỏi bình thường mà chột dạ, bèn trả lời qua loa mà rời đi. Thành thì sau hôm thăm hỏi họ hàng thì ở nhà thêm 2 ngày. Lão Tuấn thì ngày nào cũng ngó nghiêng sang để xem nào Thành đi. Chưa thấy anh đi, lão cũng nóng ruột. Anh cũng sắp phải ra đi rồi, muốn đợi mẹ để mẹ con được sum vầy, mà mãi chẳng thấy mẹ mình về, anh rất là sốt ruột. Mai là anh đã phải đi, mẹ chưa về là phải 1 năm sau hai người mới được gặp. Thôi, mai cứ nán lại vài tiếng xem mẹ có về không nào. Thành nghĩ như vậy. Tối đó thì anh lên giường ngủ từ rất là sớm, định bụng nếu mai mà mẹ chưa về thì anh lên huyện tìm xem sao. Vì nhà anh cũng có họ hàng ở trên đó, biết đâu mẹ ngủ lại đấy đợi bán hết gánh mắm mới trở về. Kê buổi tối mùa hè thì nóng bức, thời tiết dù có về đêm vẫn ẩm hầm. Thành đi ngủ thì mới mở cửa ra đón gió. Từng cơn gió màn mát khiến anh cảm thấy đầy dễ chịu. Mùi gì thế nhỉ? Sao lại vừa có cả mùi cá, lại vừa có mùi chuột chết nhỉ? Thành ngửi thấy cái mùi mắm lạ lạ thì không khỏi thắc mắc, nhưng anh cũng không để ý tới nó nữa mà bắt đầu đi ngủ. Vừa nằm xuống giường thì anh thấy cộm cộm dưới chiếc chiếu. Linh cảm chẳng lành mới lật chiếc chiếu lên thì phát hiện dưới đó là kẹp tóc của mẹ cùng với túi tiền của chính mẹ mình. Mặt Thành nhăn lại, anh ngẫm nghĩ. Lần nào lên huyện mẹ chẳng mang theo kẹp tóc mình tặng với cả túi tiền. Không mang tiền đi thì biết mua bán kiểu gì chứ. Gió thổi ngày một thêm to, mùi thum thủ mùi thối sọc lên mũi công theo đó mà đưa tới khiếu giác của Thành. Tim anh đập nhanh đến lạ. Chẳng có lẽ. Tự bao giờ mắt anh đã đỏ ứa, chạy vội ra sân, bật chum mắm ra. Ánh trăng thì sáng lên kỳ lạ, như muốn Thành hãy nhìn kỹ vào chum. Rồi một tiếng kêu thất thanh vang lên trong đêm. Hàng xóm nghe thấy tưởng có trộm mới cầm gánh cầm gậy chạy qua nhà. Anh vừa khóc vừa chỉ tay vào chum mắm, miệng thì đang lắp bắp. Các bác ơi, mẹ cháu chết trong chum mắm. Mọi người mới vội cầm đèn dầu lên soi thì một cảnh tượng cực kỳ là kinh dị đang xảy ra ngay trước mắt. Trên một cái chum, phần đầu bà Tư đang phân hủy, máu me thì bè bét, phần thịt nát bấy, trong hốc mắt từng con giòi con bọ lúc nhúc, nhiều chỗ lòi ra cả xương. Lão Tuấn cũng nghe được tiếng hét của Thành. Lão mới cầm số tiền tích cóp được chạy về phía con mương, muốn bơi qua mương, tìm đường tắt mà chạy qua Lào. Nhưng mà ông trời thì luôn có mắt. Hắn bơi được nửa con mương thì chẳng biết sao một bên chân của lão bị chuột rút, chân còn lại thì vốn là bị liệt rồi. Cứ thế tên sát nhân đã nằm lại dưới mương, kết thúc cuộc đời của một tên giết người tàn độc. Hương trở về nhà chẳng thấy chồng đâu, nghĩ là hắn lại đi uống rượu nên không để ý, cô mới lên giường đi ngủ. Cảnh sát nghe được tin báo của Thành tới khám nghiệm hiện trường thì phát hiện ra người khả nghi ra tay giết bà Tư chỉ có là lão Tuấn. Tại nhà lão,
con dao sát hại bà Tư được chôn dưới gốc xoài. Lệnh truy nã đối với tên Tuấn được phát, ai cũng nghĩ tên này vượt biên sang Lào rồi, và cả cô vợ Hương cũng nghĩ vậy. Vài ngày sau đó, lũ trẻ ra mương tắm thì bất ngờ thấy một cái đầu đang dần trôi ra từ trong hốc mương, mặt mũi nát bét do cá rỉa. Qua khám nghiệm thì chính là xác của lão Tuấn kia. Chỉ trong vòng một tuần, hai cái chết của hai hàng xóm diễn ra cạnh nhau. Ai thì cũng thương tiếc cho bà Tư, chồng chết sớm, một tay nuôi con lớn, sắp được hưởng phúc thì lại bị giết, lại còn chết một cách đầy đau đớn và không toàn thây. Còn về phần Hương, cô lo cho đám tang của kẻ giết người xong thì cũng đi biệt xứ. Thành thì trở nên điên điên dại dại, cũng bỏ đi giờ không rõ tung tích. Thấy là chúng tôi đang nghệt mặt ra, có đứa còn nét mặt đầy sợ sệt, thầy tôi mới nói tiếp. Sao nào, các em thấy câu chuyện này có ghê rợn không? Đây là cái chuyện hoàn toàn có thật. Bạn nào không tin thì hôm nào cùng thầy về quê, thầy quay cảnh ngôi nhà ấy cho mà xem. Nó vẫn bỏ hoang từ ngày ấy đến giờ đó. Trời, bánh quần. Hết câu chuyện số 1. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện số 2 anh em nhé. Câu chuyện thứ 2, bệnh viện tâm thần số 3. Mọi địa danh và tình huống cho câu chuyện hoàn toàn là tác phẩm của trí tưởng tượng. Trong một bến xe khách, tiếng người tiếng nói tấp nập, Khánh cùng với đám bạn của anh đang xì xào bàn tán, bàn xem là kỳ nghỉ năm nay nên đi chơi đâu. Nói qua một chút thì Khánh là một sinh viên đại học trường sư phạm, tập tễnh bước chân lên thành phố cũng được 2 năm rồi. Không phải là hắn thích cái ngành này, chả là vì nghe mọi người nói cũng như bản thân hắn chẳng có đam mê gì, là một tên nhạt nhẽo đúng nghĩa. Người đồng ý làm bạn với hắn cũng chỉ có 3 người, chính là đám bạn kia, lần lượt gồm có Bảo, Công và Linh. Linh thì là đứa con gái duy nhất trong cái nhóm này. Này, mọi người ơi, hè này chúng mày dự định đi chơi đâu đó? Người vừa cất tiếng nói là Bảo, tên to con nhất ở trong nhóm. Đừng nhìn thân hình hắn tuy ục ịch nhưng rất là khỏe. Tuy đầu óc đơn giản và có phần hơi thô lỗ, nhưng mà hắn đích thị là một kẻ có tình có nghĩa. Những cái năm cấp 3 thì vì thân hình béo ục ịch của mình mà hắn bị mọi người chê cười. Duy nhất chỉ có Khánh là chịu nói chuyện với hắn mà thôi. Từ đó thì hắn cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ vườn đào cùng với thằng Khánh. Khánh có muốn chối thì cũng chả được. Còn có cả Công, đây là một tên có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, nhưng mà là một người thẳng thắn, có gì nói đó, vậy nên mọi người thường không ưa tính của tên này. Một phần là do cái tật thích khoe khoang của hắn nữa, nhà giàu mà lại. Lần nào nói chuyện tên này cũng khoe khoang gia cảnh của mình rồi xỉa sói mọi người. Vậy nên sau cùng chỉ còn hai tên đầu óc đơn giản như Khánh và Bảo là chịu chơi chung với nó. Còn Linh, chà, nếu mà nói về Linh ấy mà, thì đúng là có một dung mạo đẹp, gia đình khá giả, con nhà gia giáo, nhưng mà lại đang trong thời kỳ nổi loạn nên cũng đành phải nhập hội với cả bọn. Ba người chơi với nhau từ những năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Giữa họ thì chuyện gì cũng có, từ cãi vã cho đến từ mặt. Sau cùng thì đều có Khánh đứng ra giảng hòa, nên tụi này giờ chơi rất là thân và còn vô cùng hiểu nhau nữa. Mọi người thì cũng đều quý Khánh cả. Bảo hỏi câu kia xong, mọi người trầm ngâm một lúc rồi đều lắc đầu. Những năm nay lăn lộn trên thành phố, còn chỗ nào mà bọn họ chưa đi? Khánh mới hỏi. Hay là về quê? Đét, một cái vỗ khá khá lực vào vai của Khánh. Đó là Công. Cái thằng nhóc này, sao đã được 2 năm rồi mà cậu vẫn còn rụt rè như vậy hả? Sau này cậu ra làm giáo viên, sẽ bị đám học sinh quậy chết đó. Năm ngoái đã về quê rồi còn chưa chán sao? Khánh kêu đau một tiếng, nhăn mặt lại. Nhưng mà không phải về quê là an toàn hơn à? Đi xa ít nhiều cũng có nguy hiểm, ở nhà đọc truyện tranh rồi ăn bám ba mẹ còn tốt hơn kìa. Giọng Khánh nó nhỏ dần. Cả đám mới nhìn nhau. Thứ thật là hè này họ cũng chẳng biết đi đâu, nơi cần đi thì cũng đi hết rồi, về quê thì thật là chán. Linh, người nãy giờ đang ngầm kéo và lướt Facebook thì bỗng móc méo họ lại. Cả ba chẳng hiểu cái gì, vẫn còn ngơ ngác. Linh đã phát ngán với cái vẻ ngờ nghệch của ba tên này rồi. Linh mới lừa một cái, ba tên sợ quá, dù ngơ ngác chẳng hiểu gì cũng phải đi lại chỗ Linh. Linh mới giơ điện thoại lên cho họ xem. Trong đó là hình ảnh một nơi rất tồi tàn, hình như là một bệnh viện bỏ hoang. Tên nó là bệnh viện tâm thần số 3.
Hả? Bệnh viện tâm thần số 3? Đây không phải là... Ba người mới ngập ngừng, Linh tiếp lời luôn. Đúng, chính là nơi đó đó. Khánh nghe được câu khẳng định chắc nịch của Linh, lông gà lông vịt dựng đứng hết cả lên. Cái bệnh viện này trước đây từng xảy ra liên hoàn án mạng, làm chấn động cả nước vào hơn 20 năm về trước. Dạo này thì bỗng nổi lên trên Facebook với nhiều lời đồn đại vì nơi đây có ma quỷ nó ám vào. Người ta nói rằng cứ mỗi đêm từ 11 giờ nếu mà đi qua nơi đó, đều thấy một kẻ mặc áo trắng như áo bác sĩ, lúc thì làng vàng qua nhà ăn, các phòng bệnh, khi thì đứng ngay trước cổng bệnh viện. Đôi mắt đỏ ngòm, tay cầm song cửa, vừa hú vừa hét lên kinh cả người. Chỗ này vốn đã vắng, nay có lời đồn lại khiến nó càng trở nên u ám và ảm đạm hơn nữa. Nếu mà không thực sự gấp gáp thì không hề có ai bén mảng đến nơi đây. Câu chuyện về nơi này là cả một vụ án được đăng trên báo dài chính thức, nên không hề có bất kỳ sự thổi phồng nào ở đây. Hôm đó thì có một gia đình đưa người thân của họ đến. Người này bị vấn đề về não nên không thể sinh hoạt như người bình thường. Cái điều khiến họ nghi ngờ chính là tên viện trưởng cùng với hai người đi cạnh hắn ta. Tên viện trưởng tóc tai thì bù xù, quần áo ăn mặc xộc xệch, miệng lúc nào cũng há ra và chảy rãi. Hàm răng vàng đặc, nhọn hoắt, rớt rãi cứ từ trong cái nơi bẩn thỉu ấy mà chảy ra, nhỏ xuống dưới mặt đất. Hai tên đi cạnh hắn thì bịt kín, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Mặt tên nào cũng đờ đẫn ngờ nghệch. Và khi trao bệnh nhân cho, họ thấy cái điều không ổn, nhưng mà lại nghe thấy tên viện trưởng nói ra toàn những từ nóng của ngành. Tuy là chẳng hiểu gì cả, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Lặng lẽ quay về, lúc về thì có người mới hỏi người lái xe và cả lơ xe đi cùng. Này hai chú, tôi hỏi có điều không phải chứ, viện trưởng trước giờ vẫn như vậy đó hả? Hai người này nghe xong thì ngơ ngác, nhìn nhau một lúc thì mới đáp. Chúng tôi cũng không có biết, nhưng mà lần trước đến đây cách tầm một tháng thì viện trưởng là một người hoàn toàn khác mà. Trông sạch sẽ gọn gàng và nhân hậu lắm mà, không có trông như thế đâu. Nhưng mà đây là chuyện của họ, điều chuyển người hay sao thì chúng tôi không có biết đâu. Nhưng mà có tin này chúng tôi cần nói cho chị biết nha. Cái tên viện trưởng mới này nè. Khựng một nhịp, hai người lại nhìn nhau, không biết có nên nói ra hay không. Người kia sốt ruột quá, mới dục thì hai người cũng cắn răng cắn lợi mà nói. Trông hắn giống một bệnh nhân tâm thần nặng mà bọn tôi từng chở đến đây một tháng trước ạ. Hả? Mọi người trong xe đều ngơ ra. Viện trưởng lại là một tên tâm thần ư? Người lái xe mới bồi thêm. Mọi người không thấy là trong bệnh viện tỏa ra một cái mùi gì đó rất thối à? Nói sao bây giờ nhỉ? Giống như là mùi xác chết vậy. Cái lời này nói ra chấn động mọi người trong xe. Một người mới hỏi. Tôi thường đó là mùi đặc trưng của bệnh viện tâm thần chứ? Không, người lái xe trả lời chắc nịch. Một tháng trước chúng tôi đến đây làm gì có cái mùi đó. Nơi này tuy là viện tâm thần, nhưng viện trưởng trước quản lý rất là tốt, không bao giờ có cái mùi này. Sân vườn cũng luôn sạch sẽ, mọi thứ đều thoáng đãng, làm gì có cái vẻ u tối như vậy. Mọi người không tin thì nó có thể xác nhận kìa. Nói rồi anh lái xe hất cằm về phía thằng L. Ánh mắt mọi người phút chốc đổ dồn về hắn. Hắn gật đầu như một sự xác nhận, rồi móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại, mở lên cho mọi người xem ảnh chụp bệnh viện từ một vài tháng trước. Khi so sánh thì đúng là một nơi thật thoáng đãng sạch sẽ, toát ra không khí ấm cúng. Nơi thì u ám đến lạ thường. Thấy là có điều không ổn rồi. Không phải là chưa từng xảy ra những vụ việc như bệnh nhân lên cơn, đe dọa rồi bắt giữ, giảm hết tất cả y tá cùng bác sĩ, rồi tự mình trở thành viện trưởng, tung hoành trong bệnh viện tâm thần cùng cả những bệnh nhân khác. Ngay lập tức sau đó là một cuộc gọi báo án. Giật nhanh cả một tiểu đội được điều đến vì tính chất manh động của vụ việc. Nơi đó lập tức được phong tỏa và điều tra. Không tra thì thôi, tra ra rồi thì khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Xác của viện trưởng cùng mấy chục nhân viên y tá bác sĩ được tìm thấy trong tầm hầm của cái bệnh viện. Họ bị bỏ đói, hành hạ và tra tấn dã man cho đến tận khi chết. Có những người được cho là chết vì quá sợ hãi. Những cái xác thì đã bắt đầu phân hủy, ước chừng là chết được một tuần rồi. Khung cảnh dã man và mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khiến cho nhiều anh không tài nào mà chịu được, nôn thốc nôn tháo chạy ra khỏi bệnh viện,
mặt mũi tối sầm vì nhìn thấy những điều kinh khủng. Dù là ai hỏi cũng không dám nói gì cả. Báo đài thì không đưa tin về cái chết của họ, nhưng mà những người tận mắt chứng kiến sau này đã tiết lộ rằng đó là những hình ảnh ám ảnh nhất trong cả cuộc đời của những người có mặt. Có lẽ là suốt cả cuộc đời chẳng thể nào mà quên. Khi mà được gặng hỏi mãi, có người mới run rẩy, có người thì phát hoảng. Sự sợ hãi ám ảnh tột độ đã ăn sâu vào trong tâm trí. Đây là lời thuật lại của một người chứng kiến. Đó đúng là địa ngục trần gian thật sự. Đó đúng là địa ngục đó. Các anh có biết tôi thấy cái gì không? Xác chết. Tất cả đều là xác chết. Có người bị trói hai tay trên tường, trên người chằng chịt vết dao. Từng thớ thịt bị cắt ra. Có miếng rơi dưới đất, có miếng vẫn còn trên người họ, nhưng đã đứt tuột cả thịt rồi, nhìn thấy được cả xương. Chân của họ bị rạch từ đùi đến tận bàn chân, rạch xoắn theo vòng, như cái cách mà người ta lấy mủ từ cây cao su vậy đó. Tiếng nôn thấp nôn tháo, người này thì không chịu nổi đả kích khi nhắc lại. Cái người còn lại thì bình tĩnh hơn. Có những cái xác nó vẫn còn bị trói trên giường đó. Họ bị mổ sống, ruột gan phèo phổi móc ra ngoài, nhưng mà không bị móc hẳn ra đâu, mà vẫn dính trên người thi thể. Chục cái xác đều có chung một tình trạng, đó là tất cả trần như nhộng. Đàn bà thì đã bị cắt mất phần ngực, đàn ông thì mất đi cái của quý, không có ai là cơ thể nguyên vẹn cả. Riêng chỉ có một người đàn ông là bị mất đầu thôi. Khi mà người ta muốn bắt lấy tên viện trưởng về quy án thì tìm thấy hắn đã thắt cổ tự tử trong cái căn phòng ăn cướp của mình. Những bệnh nhân tâm thần được thẩm vấn đều nói rằng từ khi có viện trưởng mới đó, chúng tôi được ăn nhiều thịt hơn, chúng tôi được ăn xúc xích này, còn có cả bánh bao nhân thịt rất là tươi nữa này. Khi quả bóng của chúng tôi bị hỏng nè, viện trưởng lấy ngay chúng tôi một quả bóng khác nha. Nhưng cái quả bóng này gồ ghề đá đau chân nữa kìa, lại còn toàn chất nhầy nhụa màu đỏ nên chúng tôi vứt xuống ao rồi. Và câu chuyện về bệnh viện tâm thần mình thấy tác giả ghi đây là hết phần 1. Đây là chuyện của một bạn gửi về cho kênh nhá, nên chúng ta sẽ chờ đón câu chuyện phần thứ 2 của bệnh viện tâm thần số 3 xem. Trời, hiện nay hai cái chuyện nó đều kiểu tầm tầm kinh vãi cả đồi, nhưng mà hay thật sự đúng không? Anh em có công nhận hay không? Về video này thì nếu bạn thấy hay như mình, đừng quên comment nhẹ giữa phát nhá. Thêm vào đó là like video này và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mới nhất từ kênh của mình. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi và luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện sau.